chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7, ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 Tết, chương trình thời sự cuối cùng của năm Nhâm Dần. Và trong chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra động viên các đơn vị người lao động trực Tết Nguyên đán. Giá hàng hóa ngày cận Tết vẫn ổn định, nhiều mặt hàng đã được tiêu thụ hết trong buổi sáng ngày 30 Tết. Niềm vui sum họp ngày Tết của các kiều bào về quê ăn Tết với gia đình. Mâm cơm tất niên ngày Tết, nét văn hóa truyền thống dân tộc kết nối tình cảm các thành viên trong gia đình. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và trong Tết, nhất là tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn, trong không khí mừng đón Xuân Quý Mão 2023, sáng nay ngày 30 Tết, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên một số đơn vị trực Tết, đảm bảo cho nhân dân có một cái Tết vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên và Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hưng Yên. Tại Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Công an tỉnh thường xuyên nắm sát diễn biến tình hình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến các loại tội phạm thường xuất hiện trong các ngày nghỉ Tết vui xuân. Quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết, nhất là tại các nơi thờ tự, đình chùa, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với vi phạm nồng độ cồn. Trong năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của ngành và những thành tựu đã đạt được để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đến thăm động viên người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị. Đồng thời đề nghị cán bộ công nhân người lao động công ty tiếp tục tập trung cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, trước mắt cần hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần cho đô thị của tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, công ty cần quan tâm hơn nữa tới xử lý rác thải, đồng thời tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua có nhiều sáng kiến để tạo ra những tuyến phố, tuyến đường mang nét đẹp riêng của Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toàn đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hưng Yên năm 2022. Theo đó, tập thể cán bộ công nhân viên ngành điện đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, một số hoạt động của đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo điện phục vụ độ ải vụ xuân. Thời gian tới, ngành điện cần cung cấp đáp ứng nhu cầu hệ thống điện tại các khu cụm công nghiệp đã hoạt động và mới hình thành tại Hưng Yên. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Trần Quốc Toàn chúc toàn thể lãnh đạo nhân viên của công ty luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm, động viên cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên hiện duy trì trên 80 y bác sĩ để điều trị cho gần 300 bệnh nhân đang phải nằm viện trong những ngày Tết. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò trách nhiệm của bệnh viện trong công tác tiếp nhận và điều trị khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng chí mong rằng ngành y tế của tỉnh nói chung, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên nói riêng cần nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh. Các cán bộ y bác sĩ, người lao động của bệnh viện không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức người thầy thuốc, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị cho nhân dân.
thăm và động viên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương chúc mừng những thành tích đóng góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh phải chủ động đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cũng như cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân được đón Tết bình an. Đồng thời chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt lễ giao nhận quân năm 2023 ngay sau Tết cổ truyền của dân tộc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp để đoàn viên sum vầy cùng với gia đình, nhưng với các cán bộ nhân viên y tế lại phải thường trực cấp cứu điều trị cho bệnh nhân, thậm chí công việc còn có nhiều vất vả áp lực hơn ngày thường. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Phố Đối những ngày sắp Tết Quý Mão. Ngày 28 Tết, một ca cấp cứu đặt máy thở cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tại Bệnh viện Đa khoa Phố Đối. Những động tác nhanh nhẹn, thuần thục, dứt khoát giúp bệnh nhân sau khoảng 5 phút đã trở lại trạng thái an toàn về tính mạng. Trong những dịp Tết chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp cấp cứu nặng như thế này. Chúng tôi hiện tại vẫn luôn sẵn sàng để giúp đỡ bệnh nhân nguy kịch, những bệnh nhân nặng và cấp cứu trong cái dịp Tết này. Nằm cạnh quốc lộ 5 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, mỗi dịp Tết, số bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Đối thường tăng cao. Nhận định tình hình sẽ có nhiều phức tạp, năm nay bệnh viện bố trí 3 tổ cấp cứu ngoại viện, tăng 1 tổ so với năm trước. Các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men được tăng cường. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống với 23 thành viên luôn sẵn sàng hiến máu cấp cứu khi cần. Trong ngân hàng đã có đầy đủ tất cả các nhóm máu cần thiết. Hiện tại là tất cả công việc đã được phân công cụ thể và khi cần thiết là sẽ đáp ứng được ngay. Năm nay có khoảng 100 bệnh nhân sẽ ăn Tết tại bệnh viện. Bên cạnh việc trực cấp cứu, bệnh viện cũng tiếp tục thực hiện tốt việc điều trị cho bệnh nhân. Phương án trực được tổ chức theo 4 cấp, đảm bảo trực 24/24 giờ. Do các quy định mới về thanh toán viện phí, lực lượng trực Tết không tăng nhưng công việc sẽ vất vả hơn. Với đặc điểm của Đa khoa Phố Nối là cái khu vực gần đường 5, cái lượng tai nạn giao thông khá nhiều, cũng như là nằm trên cái địa bàn có nhiều y tế tư nhân, mà thời điểm Tết là các bộ phận y tế tư nhân gần như không hoạt động, nên dồn tất cả các cái lượng bệnh nhân khám chữa bệnh cũng như là cấp cứu vào Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Với tình hình đấy thì chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị nhân lực trực về trang thiết bị, thuốc men, về máu, phương tiện xe cấp cứu, cũng như là các cái đầu cầu kết nối tuyến trung ương để đảm bảo làm sao mà cấp cứu kịp thời, hiệu quả. Không chủ quan lơ là trước dịch bệnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Đối đặc biệt chú trọng việc giám sát dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh hoạt động thường trực của khoa truyền nhiễm, bệnh viện chuẩn bị sẵn 2 khu nhà điều trị và cách ly cho bệnh nhân COVID-19. Tại buổi kiểm tra vào sáng 28 Tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuy Hưng ghi nhận đánh giá cao sự chủ động tích cực của Bệnh viện Đa khoa Phố Đối trong việc đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Mặc dù lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, nhưng giá cả ngày 30 Tết vẫn có xu hướng tăng nhưng không có biến động bất thường. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại chợ Phố Hiến, thành phố Hưng Yên. Theo ghi nhận, trong phiên chợ ngày 30 Tết hôm nay, hầu như các mặt hàng đều có sự tăng giá nhẹ và sức mua cũng đã trở nên nhộn nhịp hơn. Mặt hàng tăng giá nhiều nhất là các loại hoa tươi. So với ngày thường, giá tăng từ 20 đến 30% như hoa lê ơn, hoa ly, hoa violet, thanh liễu. Ngoài hoa, nhu cầu mua sắm các loại trái cây, bày bông vũ quả của các gia đình càng tăng cao. Giá bán cũng đã nhích nhẹ từ 10 đến 15% so với ngày thường. Hàng càng tươi, hình thức càng đẹp, giá càng cao. Hàng thực phẩm tươi sống giá ổn định do nguồn cung dồi dào, giá thịt bò, gia cầm, hải sản có nhích nhẹ so với ngày thường. Phản ánh xu thế chung sức mua tăng trong dịp Tết. Ngày hôm nay ngày 30 là ngày cuối cùng của năm mà, thế cho nên là mọi người đến còn thiếu cái gì là người ta mua nốt. Bình thường chắc chỉ 40 thôi, nhưng hôm nay bạn phải mua đến 60 đấy. Nhưng người ta bớt cho mấy nghìn, tùy từng góc chợ. Góc chợ trong phía trong vắng người thì nó rẻ hơn một chút. Nó là ngày kết rồi, cho nên là tất cả đều bình thường hết, không đắt như mọi hôm. Những ngày hôm trước thì nó đắt, nhưng mà hôm nay thì bình thường hết. Thậm chí còn rẻ hơn những ngày thường, tất cả các loại rau. Trong khi đó, các mặt hàng khô, đồ gia dụng sức mua tăng so với những ngày trước. Hầu hết
các cửa hàng, siêu thị đã sớm chuẩn bị nguồn hàng cùng các chính sách bình ổn giá, không để xảy ra khan hiếm hàng nên giá cả ổn định. Hầu hết các sản phẩm thiết yếu như bánh kẹo, các loại bia, nước ngọt đều giữ giá so với ngày thường. Các loại rượu tăng từ 3 đến 5%. Bên em đang thực hiện cái chính sách là bình ổn giá nên các mặt hàng là tương đối ổn định, không có điều chỉnh nhiều. Bây giờ đang bán tốt về cái hàng thực phẩm ngọt, thực phẩm mặn, một số cái hàng nhóm bánh kẹo cân vừa phục vụ cho ngày Tết, những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu về bên thực phẩm, hóa phẩm và một chút cái đồ dùng gia dụng. Cuối phiên chợ buổi sáng, nhiều tiểu thương đã bán hết hàng hóa, càng về chiều sức mua càng giảm, giá cả ổn định, nhiều mặt hàng có xu hướng giảm giá, hầu hết là các mặt hàng không được đánh giá cao về hình thức và chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt Nam, Tết không chỉ mang ý nghĩa quan trọng là thời khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, mà còn là dịp để mọi người sum họp, đặc biệt đối với những người xa quê hương, những kiều bào Hưng Yên đang sinh sống, học tập và công tác trên khắp thế giới thì điều đó lại càng có ý nghĩa. Dù xa xôi ngàn dặm, bận rộn tới đâu, ai cũng cố gắng thu xếp công việc để được trở về nơi chôn rau cắt rốn, gặp người thân, đón năm mới trong bầu không khí ấm áp của quê hương. Định cư và làm việc tại Cộng hòa Séc hơn 40 năm, cuộc sống tại đất nước bạn lúc nào cũng đầy đủ về vật chất, nhưng ông Lê Duy Kỳ, quê ở thôn Từ Cầu, xã Giải Phạm, huyện Yên Mỹ, luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Năm nay, mặc dù công việc bận rộn, nhưng ông Kỳ cũng đã kịp đáp chuyến bay về quê ăn Tết. Với ông, được cùng người thân tự tay chuẩn bị lễ vật dâng lên nhà thờ họ, đi tảo mộ thắp hương tổ tiên trong ngày cuối năm là một điều vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Mặc dù ở nước ngoài, nhưng mà bà con Hưng Yên tại Cộng hòa Séc cũng như là tôi thường xuyên theo dõi tình hình quê hương. 3 năm nay rồi tôi chưa về Việt Nam do tình hình Covid, cho nên là Tết chúng tôi bắt đầu về thăm quê hương và ăn Tết đối với lại bà con quê hương tổ tiên. Tôi thấy là ở Việt Nam, nhất là xã mình, thôn mình là đổi thay rất nhiều và cảm thấy rất là phấn khởi. Đã 15 năm nay, anh Nguyễn Đức Tiệp ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi sang định cư tại nước Anh cùng với vợ con. Năm nào anh cũng thu xếp về thăm bố mẹ. Đối với anh, quê hương luôn là tất cả nên cảm nhận được trở về đón Tết lần nào cũng là sự tưng tưng xúc động. Dù có làm ăn ở đâu đi đâu thì mỗi một dịp Tết đều rất là mong muốn, nào háo về quê hương. Đây là nơi mình sinh ra và lớn lên mà, có bố mẹ ở nhà, ông bà, nàng xóm, anh chị em quây quần, tình cảm đầm ấm hơn. Hiện Hưng Yên có trên 10.000 người đang sinh sống, học tập và công tác ở các quốc gia trên thế giới. Sau 3 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc đi lại giữa các quốc gia bị hạn chế, nên năm nay kiều bào về quê đón Tết tại Hưng Yên cũng đông hơn mọi năm. Trở về quê không chỉ được tận hưởng không khí sum vầy bên gia đình mà còn giúp nhiều người tìm lại những cảm xúc, những ký ức, hình ảnh đẹp thân thương về quê hương, đất nước. Sau nhiều năm xa quê hương, làm ăn sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Nga, hôm nay chúng tôi lại được trở về đi tham quan du xuân chợ trước ngày Tết. Như thế này thì tự nhiên chúng tôi cảm thấy một cái ký ức ùa về trong lòng của mình. Mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa, thời bé rồi thời còn ở Việt Nam, mình được đi chợ trong ngày Tết nó như nào. Từ cái thời kinh tế thị trường còn rất khó khăn và đến bây giờ nét đẹp của Việt Nam, cái truyền thống, cái hồn quê ở chợ nó vẫn duy trì được như này. Mùa xuân đã về tràn ngập trên khắp đất nước, người Việt Nam nói chung và người Hưng Yên nói riêng, dù ở nơi đâu cũng đều hướng về nơi sinh ta. Và ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng là dịp để mỗi người trong chúng ta cảm nhận rõ hơn tình yêu gốc rễ cội nguồn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Ngày tất niên cũng là ngày đoàn viên sum họp của mỗi gia đình. Bữa cơm tất niên, tuy mỗi gia đình sửa soạn cũng đã được dâng lên kính cáo ông bà tổ tiên, đón các con cháu dù gần dù xa cùng trở về quê đón Tết. Như thường lệ, cứ vào ngày cuối năm, gia đình chị Hiền lại cho các con về quê, trước hết là thắp hương ông bà tổ tiên, sau là thăm các cụ. Dù trong năm gia đình chị có những dịp trở về sum họp, nhưng khoảnh khắc trở về và sum họp ngày tất niên lại có ý nghĩa khác biệt. Tết Nguyên đán là ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Dù bận rộn nhưng mọi người vẫn tập trung thu xếp công việc để về quê ăn Tết cùng với gia đình. Được ở bên những người yêu thương trong những dịp Tết là một niềm hạnh phúc sum vầy và đáng trân trọng ạ.
bữa cơm tất niên đối với em và gia đình là rất quan trọng. Nó có ý nghĩa là tạm biệt năm cũ đã qua và đón một năm mới, mong một năm mới bình an và hạnh phúc hơn ạ. Mỗi người một việc, từng thành viên trong gia đình lại cùng nhau trang hoàng nhà cửa, nấu những món ăn ngon, làm mâm cỗ cúng, dâng lên bàn thờ tổ tiên. Hôm nay là ngày tất niên, làm một mâm cơm để dâng lên cúng tổ tiên. Rồi sau đấy là sum họp gia đình, thì là các cụ rồi là ông bà con cháu là sum họp vào để tổ chức, để xem cả một năm xem là gia đình mình làm ăn thế nào. Để có những cái gì mà sai sót trong một gia đình thì để có cái gì thì ông bà có cái gì dạy bảo các con, các cháu, để cho các cháu sang năm mới để có nhiều cái tiến triển khác và nó có nhiều cái thành đạt mới. Với người già, niềm vui ngày Tết luôn được chờ đợi. Sau cả năm dài, các con các cháu đi làm ăn xa bận rộn thì ngày tất niên lại quay về sum họp. Mỗi năm Tết đến xuân về, thế các cháu đi công tác làm ăn xa xôi, thế về với ông bà, thế xong với tổ tiên thì nói chung là gia đình tổ chức bữa cơm tất niên này của chúng tôi là bữa cơm đoàn viên. Vợ chồng tôi rất phấn khởi. Con rất vui vì được gặp các cô, về quê con được trao và được các cụ cho lì xì, con rất thích. Mâm cơm tất niên ngày cuối năm, dù thịnh soạn hay đơn giản, vẫn đều là sợi dây vô hình gắn kết các thế hệ trong gia đình, nhắc nhở những người con dù đi xa đến đâu cũng nhớ bước chân quay về. Trong đêm giao thừa, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường lực lượng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn 3 điểm bắn pháo hoa, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến thời khắc giao thừa, đón chào năm mới. Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ hỗ trợ cho các điểm bắn pháo hoa để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Lực lượng công an đã đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp tội phạm, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống pháo nổ, trong đó tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận tiện cho nhân dân đi lại, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý triệt để các sự việc phát sinh, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, với mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Thành phố Hưng Yên là một trong 3 điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Và để cho sự kiện này được diễn ra thành công tốt đẹp và nhân dân được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và an toàn, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tăng cường công tác chuẩn bị. Và đến thời điểm hiện tại thì mọi công tác đã được hoàn tất, sẵn sàng chào đón thời khắc giao thừa. Pháo hoa đêm giao thừa đã trở thành một biểu tượng để đón chào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Đây là sự kiện được nhân dân chào đón nhất vào dịp Tết Nguyên đán 2023 sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Để 180 dàn pháo hoa tầm thấp được bắn lên bầu trời, ngay từ sáng sớm 30 Tết, các chiến sĩ đã có mặt tại trận địa bắn pháo hoa khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh để lắp đặt. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiếp nhận, tổ chức pháo hoa, bảo quản, cất giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và đến sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã vận chuyển pháo hoa ra vị trí tập kết. Chắc chắn là đêm bắn pháo hoa, đêm giao thừa năm nay sẽ bảo đảm được mục đích yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối. Thời điểm đêm giao thừa, nhân dân thường đổ về khu vực quảng trường để xem bắn pháo hoa rất đông. Để đảm bảo an toàn và để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, ngoài tăng cường lực lượng công an tỉnh, quân sự và dân quân, Công an thành phố Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho 100% chiến sĩ. Huy động toàn bộ lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Riêng khu vực quảng trường là khu tập trung đông người dân, thì Công an thành phố bố trí nhiều lực lượng để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, phòng chống hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, điều tiết giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông.
và xử lý đối với các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng. 15 giờ chiều nay, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Các lực lượng đã có mặt tại các điểm được phân công, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị chu đáo của lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên, hy vọng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Sau thừa đêm nay, người dân sẽ được ngắm những màn pháo hoa nhiều sắc màu cùng chào đón năm mới 2023.